Ờ, xin chào tất cả mọi người à, tôi là luật sư Đinh Xuân Hồng hiện tại là luật sư điều hành của công ty luật luật sư riêng thì tôi gia nhập thực xét tới đây là được một năm rưỡi cái điều thành công nhất của tôi vào trong BNI đó là chúng tôi có mở rộng được rất nhiều mối quan hệ cái doanh số của tôi được tăng lên rất là nhiều và đồng thời qua vào đây tôi có những cái tình cảm của những người anh em sẵn sàng chia sẻ cho tôi để tôi hoàn thiện được bản thân mình và cuối cùng tôi xin gửi lời chúc đến hội ngộ đến cao năm 2015 được thành công tốt đẹp. xin cảm ơn mọi người ạ.